Xin chào tất cả mọi người. Thì chào mừng tất cả mọi người quay trở lại với chuyên mục tiêu thụ điện. Đây là chuyên mục chuyên test công suất tiêu thụ điện của các thiết bị trong gia đình. Thì hôm trước tôi đã có một video test công suất tiêu thụ điện của máy lạnh Saab một ngựa có công nghệ inverter. Thì qua một đêm sử dụng trong điều kiện trời mưa, thì chúng ta qua 9 tiếng sử dụng thì nó tiêu thụ khoảng 600W điện. Thì hôm nay với cái điều kiện nắng nóng thì tôi cũng sẽ test dòng máy lạnh này trong cái điều kiện trời nắng nóng, thì xem qua một đêm sử dụng khoảng 10 tiếng thì chúng ta sẽ tiêu thụ bao nhiêu điện nha. Để làm được điều này thì chúng ta cần phải có một cái công cụ chuyên dụng để test công suất. Thì ở đây tôi có một cái đồng hồ đo công suất tiêu thụ điện. Thì chúng ta quan sát trên màn hình, hiện tại thì tôi đã đưa con số về 0 và hiện tại thì cái máy lạnh chúng ta chưa hoạt động, cho nên là nó không tiêu thụ một cái tí điện nào cả. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành bật cái máy lạnh lên để chúng ta cùng xem công suất tiêu điện nó là bao nhiêu nha. Bây giờ tôi sẽ tiến hành mở cái máy lạnh để chúng ta quan sát. Và cái máy lạnh tôi để ở 27 độ. 27 độ. Đấy, khi vừa mới bật lên thì chúng ta xem cái máy lạnh chúng ta tiêu thụ bao nhiêu điện nha. Đây là 40W nè. Hiện giờ nó đang chạy ở 40W, 50W. Thì khi mới bật lên thì nó sẽ tăng tốc dần. Và trong cái điều kiện nắng nóng như thế này thì hiện tại là nhiệt độ trong phòng mà tầm khoảng 34, 35 độ. Như thế thì rất là nóng. Chính vì vậy thì nó sẽ có một khoảng thời gian rất là lâu để nó làm mát toàn bộ cái phòng này. Chính vì vậy thời gian đầu nó sẽ rất là tốn tốn điện. Đây chúng ta thấy nó đang tăng tốc rất là nhanh, hơn 400W, 460W, 470. Thì hiện giờ tôi đang test hai cái máy lạnh, là một cái là Saab và một cái LG. Thì công suất đều là một ngựa và có inverter hết. Thì thử sau một đêm sử dụng khoảng 10 tiếng đi. Hiện tại là đồng hồ nó báo là khoảng 9 giờ 15, 21 giờ 15. Thì khoảng 7 giờ 15 sáng ngày mai tôi sẽ cho chúng ta xem tổng cái lượng điện tiêu thụ qua một đêm sử dụng với dòng máy lạnh Saab có công nghệ inverter và để ở khoảng 27 độ thì nó sẽ tiêu thụ bao nhiêu điện nha. Đấy, nó đang tăng tốc lên rất là nhanh đây. Hiện tại là nó tốn là 570W điện. Chúng ta thấy 580. Vừa rồi tôi đã test ở bên cái dòng LG thì nó tăng tốc tối đa luôn là khoảng 640W. 640W và nó chạy liên tục gần một tiếng đồng hồ thì nó giảm cái tốc độ xuống. Đấy, chúng ta thấy hiện giờ là gần 600W, 590W. 0,59 kW là tương ứng với là 590W. Rồi sau 5 phút nữa tôi sẽ quay lại để cho chúng ta xem là cái tiêu thụ đến thời điểm này là khoảng bao nhiêu điện ha. Rồi 15 phút sau là tôi sẽ cho chúng ta xem kỹ lại là sau 15 phút nó tiêu thụ khoảng bao nhiêu điện và công suất hiện tại nó sẽ là bao nhiêu. Rồi chúng ta đợi chút xíu nha, tôi sẽ quay lại. Sau hơn 5 phút hoạt động thì đến thời điểm này chúng ta xem là cái máy lạnh của chúng ta đang chạy ở cái công suất tiêu điện là 310W. 310W. Thì đến thời điểm này là cái máy chúng ta vẫn chạy 310W. Nó đang giảm dần. Và tổng cái lượng điện đến thời điểm này á tiêu thụ để chúng ta xem có là bao nhiêu nha. Sau hơn 5 phút thì tổng cái lượng điện tiêu thụ của chúng ta đến thời điểm này là, chúng ta theo dõi màn hình nha, 60W, 0,06 kW là 60W, vẫn là 310W. Thì khi nào mà tất cả các đồ đạc trong phòng này nó đủ lạnh và nhiệt độ nó đúng với cái ban đầu chúng ta thiết lập là 27 độ thì cái máy lạnh nó sẽ chạy cầm chừng ở cái mức tiêu thụ điện nó thấp hơn.
Thì bây giờ sau có khoảng 10 phút hoặc là 15 phút nữa thì tôi sẽ quay chúng ta xem. Và đến sáng mai tầm khoảng 7 giờ 15 thì tôi sẽ cho chúng ta xem tổng cái lượng điện tiêu thụ sau một đêm sử dụng khoảng 10 tiếng là nó tiêu thụ là khoảng bao nhiêu điện so với những ngày trời mưa thì nó sẽ như thế nào. Và chúng ta sẽ theo dõi nha. Đến thời điểm này đã là 15 phút. Đã 15 phút thì chúng ta đã tiêu thụ 90W điện. Sau 15 phút hoạt động thì cái máy lạnh chúng ta đã tiêu thụ là 90W điện. Và công suất tiêu thụ hiện tại đang là 180W. Vì thì nó đang giảm cái tốc xuống, nghĩa là nhiệt độ trong phòng là đã gần đủ cho nên nó giảm xuống chỉ còn 180W mà thôi. 180W hiện tại. Và tổng cái lượng điện tiêu thụ sau 15 phút hoạt động là 90W. Đây chúng ta nhìn trên màn hình nha. 100W đây. 0,10 kW là 100W. Tiêu thụ hiện tại là 180W, 170. Rồi, như vậy thì sau 10 tiếng nữa, như là tầm khoảng 7 giờ 15 sáng mai thì tôi sẽ cho chúng ta xem tổng cái lượng điện tiêu thụ sau một đêm của cái máy lạnh Saab một ngựa có cái nguồn inverter và để nhiệt độ 27 độ thì nó sẽ tiêu thụ bao nhiêu điện nha. Rồi, hẹn gặp lại chúng ta vào sáng mai. Bây giờ là 7 giờ 25 phút sáng. Thì sau một đêm sử dụng 10 tiếng chúng ta xem đến thời điểm này là tiêu thụ điện là 1440W. Sau một đêm sử dụng ở nhiệt độ 27 độ đối với máy lạnh Saab có công nghệ inverter thì tổng cái lượng điện tiêu thụ là 1440W trong cái điều kiện là trời nắng nóng. Như vậy thì tôi đã test song song hai cái máy lạnh là một cái LG thì sau một đêm 10 tiếng để 28 độ thì nó tiêu thụ là 1870W. Còn đối với cái máy Saab một ngựa công nghệ inverter này thì qua một đêm 10 tiếng nó chỉ tiêu thụ là 1440W. Thì đây là cũng là dễ hiểu thôi, bởi vì cái phòng đối với cái máy lạnh Saab này thì nó nhỏ hơn cái phòng của máy lạnh LG, cho nên cái lượng điện năng tiêu thụ của nó hơi nhiều hơn một tí. Tuy nhiên vẫn nằm ở cái mức là rất ít, là chỉ 1440W cho 10 tiếng sử dụng. Vì chi ra thì khoảng 3.000 đồng cho một đêm. Đấy chúng ta xem 1,44 kW như là 1440W. Cũng rất là tiết kiệm điện. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Nếu mọi người cảm thấy video này có đem lại cho chúng ta một cái lợi ích gì đó thì hãy cho tôi một đăng ký và một like. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.